Roland Bình Thuận, Thiên Tài xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay Thiên Tài sẽ test nhanh hai chiếc micro cùng so sánh sao tiếng với nhau nha anh chị. Mời anh chị em chúng ta cùng nghe một ca khúc Chuyện Hoa Sim. Chúng ta cùng test chiếc micro K200 và chiếc micro K320 cùng trên một ca khúc Chuyện Hoa Sim nha. Oh.
Vừa rồi chúng ta đã nghe một ca khúc chuyện hoa sim qua chiếc micro Tata K200. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với chiếc micro Tata K320 nha anh chị. Mời anh chị em chúng ta cùng nghe chiếc micro Tata sau tiếng trên chiếc Tata K320. Alo, 1, 2, 6, 7. Alo, 2, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Alo, 6, 6, 2, 6. Buồn tan tác phải không em để
Mời anh chị em chúng ta cùng đánh giá hai chiếc micro đời cao và đời thấp nha anh chị. Cảm ơn anh chị em đã chịu khó lắng nghe ca khúc vừa rồi Thiên Tài trình bày. Vừa rồi thì Thiên Tài cũng trình bày, cũng cố hết sức để trình bày ca khúc, để review hai chiếc micro cho anh chị em chúng ta cùng nghe. Có gì sai sót không anh chị em, sai lầm chúng ta bỏ qua. Chúng ta xem video có vui hay không vui thì chúng ta cũng không nên nói lời cay đắng nha anh chị. Vì Roland Thiên Tài chỉ test những bộ like sau cạc để anh chị em chúng ta cùng dễ khám phá, cùng dễ tìm hiểu, dễ mua hàng hơn nha. Cảm ơn anh chị em đã dành chút ít thời gian xem clip Thiên Tài test hai chiếc micro trên một chiếc like sau cạc Icon Pro. Cảm ơn anh chị em. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các mặt hàng tiếp theo nha. Chúc anh chị em có những buổi xem clip thật là vui vẻ. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip demo review các mặt hàng live sau này tiếp theo. Bye bye.